thưa quý vị, với lòng mong cầu truyền bá giáo pháp di diệu của Đức Thầy, chương trình kỳ này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một số bài viết trích từ tạp chí Hương Sen, cơ quan phổ truyền giáo lý của Ban trị sự Trung ương, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Sau đây là bài viết Phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo của tác giả Thường Như. định nghĩa theo phật học duyên còn gọi là phan duyên là sự dính líu níu kéo liên lạc nương dịnh với nhau duyên cũng có nghĩa là mượn nhờ vào hỗ trợ cho điều kiện để trở thành kinh duy ma phẩm phương tiện ghi thân này như bóng tùy theo nghiệp duyên mà sinh ra kinh pháp hoa phẩm tự ghi chỗ đến cửa sanh tử tùy duyên thiện ác trần là bụi cấu là dính trần cấu là những sự việc những pháp trong thế gian có đặc tính làm nhiễm ô chân chánh mê mờ trí giác thanh tịnh trần cấu tạo là sự hình thành thân kiếp ngũ trượt của chúng sanh mà con người là tiêu biểu phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo câu pháp này của đức giáo chủ chính là lời khuyên giải tín đồ như là một nghiêm lệnh. Phải rõ bởi vì chúng sanh thường mê sai trong tối tâm của trường quyển mộng, mờ mờ nhân ảnh, không biết, không tường, làm lũi đi trong trùng trùng điệp điệp khổ đau, cũng chỉ vì không biết, bất giác, không rõ, bất tri, sao bức màn vô minh dày đặc. Vì vô minh nên ý thức làm lạc, nhận ngụy làm chân thấy tà tưởng chánh xui nên suy nghĩ nói làm tạo nên chướng nghiệp đức phật khai thị chúng sanh tức giúp mở con mắt mê tối ấy ngài chỉ bài chân lý lẽ thật dạy chúng sanh nương theo những pháp hành để thấy đúng và sống đẹp an vui hạnh phúc để có được cái thấy thực sự là chánh kiến chúng ta phải tu tập để phát khai trí huệ ánh trí giác bừng sáng từ tâm định định là sự dừng lại của dòng tâm thức miên man, giọng duyên điên đảo. Muốn dừng lại để có cơ hội nhìn rõ và sâu hơn, thấu đáo, chân tướng mọi sự việc, trên hết và trước tiên, chúng ta cần phải tôn trọng và thực thi những nguyên tắc đạo đức, những luật nghi, giáo điều, lấy đó làm hàng rào ngăn che tội lỗi, không cho nó phát sinh. Ấy là giới luật của đạo. Tam vô lậu học giới, định, huệ là một quy trình trên bước đường tu học mà hành giả phải tuân thủ để đi đến giải thoát. Đã từ rất lâu xa, chúng ta đã không rõ, bị vô minh sai sử. Nay đã quy y cầu đạo, quay về nương tựa tam bảo, kính tin và kính dân theo sự giáo huấn của Phật, của Thầy. Chúng ta phải rõ, mệnh đề, phải rõ nghiệp duyên cần cấu tạo chủ đích ý thức đồng đạo chúng ta nhận diện chân xác bộ mặt thật cuộc nhân sinh đánh giá đúng mọi diễn tiến cuộc sống con người giữa cõi trần ai để chúng ta khỏi bị lầm lẫn mà chạy đua theo ảo ảnh mong lung ôm ấp qua đốm giữa hư không rồi thương dai rồi khóc mướn một cách du dơ rồi thở than tuổi hận một cách đáng thương nhân sinh quen phật giáo không chủ trương một khởi đầu và một kết cục theo lý duyên sanh, Đức Phật dạy 12 nhân duyên để giải thích thắc mắc con người từ đâu sanh ra. 12 duyên sanh, thập nhị nhân duyên là 12 điều kiện liên kết làm nhân quả cho nhau, hình thành sự sinh tồn và hoại diệt của loại hữu tình. Theo giáo nghĩa cơ bản trong kinh A Hàm, bài kinh Đại duyên phương tiện trong trường A Hàm 10 ghi: Nhân nơi si mà có hành, nhân hành có thức, nhân thức có danh sách, nhân danh sách có lục nhập, nhân lục nhập có xúc, nhân xúc có thọ, nhân thọ có ái, nhân ái có thủ, nhân thủ có hữu, nhân hữu có sinh, nhân sinh có các đại quạn, lão, tử, ưu, bi, khổ não nhóm họp. Đó chính là ấm duyên đại khổ vậy. Trong 12 chi này, mỗi chi ở trước đều là nhân sinh khởi của chi ở sau. Nếu chi ở trước diệt thì chi sau cũng diệt. Cho nên, do đây có nên kia có, do đây sinh nên kia sinh, do đây không nên kia không, do đây diệt nên kia diệt. Kinh Tạp A Hàm 12 cho rằng, Pháp duyên khởi là chân lý vĩnh hằng bất biến. Phật nhờ quán sát chân lý này mà khai ngộ, đồng thời khai thị Pháp này cho chúng sanh tu tập. Nếu quan sát 12 duyên khởi từ mặt giá trị và ý nghĩa về sự sống còn của con người hữu tình, thì biết khổ não loài người được hình thành như thế nào, lưu chuyển môn, và việc diệt trừ khổ não như thế nào để đạt đến chứng ngộ hoàng diệt môn, tức sự sinh tồn của hữu tình bắt đầu từ sự hoạt động của thức. Hoạt động của thức trở thành kinh nghiệm linh hoạt, lại do sự tích chứa các hoạt động mà hình thành một nội dung của thức. Nhưng sự hoạt động của thức là sự nhận biết đối tượng, tức là tâm, vật, là danh sách, thông qua nhận thức trực tiếp của giác quan, gồm sáu căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Đây là một cảm thụ về mặt chủ quan. Thức của người phàm lấy vô minh làm nội tướng, lấy khát ái làm ngoại tướng, sau đó phát triển rồi chấp lấy tất cả làm ngã, trở thành ngã chấp, tức là thủ. Thức được quân tập bởi các hoạt động nhiễm ô này mà phải trải qua các cảnh nhân gian khổ. Vô thường khổ mà đại biểu là sanh, lão, bệnh, tử. Trái lại, bậc thánh nhờ diệt trừ vô minh và khát ái mà nhân gian khổ cũng lần diệt. Giảng luận như trên là thể theo kinh điển Phật dạy để ta tỏ rõ thân phận cũng như hành trình đến và đi của con người trên cõi trần gian này. Không bao giờ ngẫu nhiên sinh ra mà là do một quá trình được cấu trúc chặt chẽ. Di tế của định lý nhân quả nghiệp báo. Đức Thầy xác định, dướng nghiệp trần hoàng bởi quả nhân gây ra số kiếp chịu phong trần. Trong rất cái ngu đần. Nơi chúng ta ở là cõi ta bà nên thân phận là số kiếp phong trần, hành trang vào đời là nghiệp duyên của quá khứ. Các tiếng khóc chào đời là chúng ta thọ nhận cái khổ đau, không nặng thì nhẹ. Khổ đau ấy không ai trồng lên người của chúng ta mà do chúng ta tự tạo trong bao tiền kiếp. Đức thầy cảnh tỉnh, ta bà thật cảnh ưu phiền, duyên trần cấu kết, quan khiên báo đền. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ có bao người xét cho tổn chỗ. Một sự thật mà ít người xét đến hay quan tâm đến, đó là cái niệm mê đắm là làm mờ mịt tâm trí, là giọng duyên vô minh. Màn vô minh che mờ căn ký, nên thường khi nhận ngụy làm chân, chích trong quyển năm. Từ nhận thức lý duyên sanh và luật định nhân quả, nghiệp báo của nhà Phật, người ta mới giải thích được tại sao mọi người trên thế gian tỷ tỷ nhân loại không có người nào giống hệt nhau. Cùng chung dọc mũi ngang mày mà thân tướng tâm tình tánh nết không ai giống ai, kể cả sanh đôi. Có người mới sinh ra đã đầy đủ tiện ích, được cưng chiều như vàng, như ngọc. Có người thì gặp cảnh chia lìa phụ mẫu, gia cảnh ly tan, bơ dơ đầu đường xóa chợ. Người ra đời nơi thành thị văn minh, kẻ sinh ra chốn núi rừng quan dại, người sinh ra thân tướng quay nghi, phương phi mỹ mạo, có kẻ vừa ra đời đã chịu cảnh tật nguyền khốn khổ. Kẻ giàu người nghèo, kẻ ngu người trí, đẹp xấu nhục dinh, vân dân. Tất cả kiếp hiện sinh ấy của chúng sanh, lấy loài người làm tiêu biểu đều do nghiệp duyên tác động hiện hành. Trùng trùng duyên khởi, không thể nào tính biết hết được. Nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, bám víu với nhau theo trùng điệp phan duyên tăng thuận hay tăng nghịch chi phối qua lại thượng hạ ít nhiều đã vẽ nên bức tranh đời đa dạng đa năng mà đức thế tôn thần phán chưa chứng vào bậc đẳng giác không thể hiểu biết hết dòng nghiệp duyên quả báo cũng từ nhận thức lý duyên sanh và định luật nhân quả nghiệp báo người ta mới khả dĩ giải mã được những việc xảy ra trong cuộc sống đời người chừng như quá bí ẩn nhưng thật ra không ngoài chân lý nhân duyên nhân cộng duyên bằng quả trả dai dai trả liên hệ mật thiết suốt ba thời quá khứ hiện tại vị lai mà thôi đời người thường nói với nhau người ta đến từ các bụi rồi sẽ trở về các bụi nghe cũng hay thi vậy nhưng để hiểu sâu chúng ta cần nên học phật phật dạy thân người là sự duyên hợp tứ đại đất, nước, lửa, gió mà thành, rồi theo định lực vô thường, thành trụ, hoại, không, sinh ra, lớn lên, rồi già, rồi chết. Chết chẳng có gì đáng hoảng sợ, nó là điểm cuối của cuộc sống này và sẽ khởi đầu một nhịp sống sau đó. Cứ như thế tiếp diễn, theo dòng thời gian bất tận vô thủy vô chung, thì kiếp người 60 năm, 200 năm cuộc đời chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. Nhận chân được ta là các bụi là nhận được tinh thần lý vô ngã của Phật dạy. Hạt bụi nào quả kiếp thân tôi, ngỡ như một câu hỏi, nhưng thật ra là một câu khẳng định về sự vô thủy, vô chung, nương nhau mà biểu hiện của muôn sự vật trong cõi ta bà này. Tại sao không đầu không cuối? Bởi vì muôn diệt do duyên sanh diệt. Cái này tiếp nối cái kia, cái này có, thì cái kia có nó tương tác với nhau không thể lìa nhau mà có hiểu đúng về duyên sanh theo phật dạy ta sẽ nhận chân tiếp luân hồi sanh tử xuống lên trong lục đạo tự vô lượng kiếp để rồi hôm nay từ hạt bụi quá thân ta hạt bụi đó có ta ta cũng có hạt bụi một trong tất cả tất cả trong một là như thế câu pháp như một pháp lệnh phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo đã ý thức và đặt nhiệm vụ cho hành giả là tín đồ phật giáo chúng ta phải biết rõ tức là phải cố gắng thắp sáng tuệ giác phóng tầm nhìn thấu đáo thân phận của kiếp nhân sinh khi chúng ta nhận thức đời kiếp này rõ ràng là các bụi tức là trần cấu do nghiệp duyên tương sanh tương diệt đến rồi đi ứng dụng tam vô lậu học giới định huệ thì chúng ta sẽ không còn thống cách cuộc đời tuổi hờn số phận mà an lòng bình tịnh tinh tấn phấn đấu thực hành chánh pháp học phật tu nhân làm tròn nghĩa vụ công dân và bổn phận tín đồ tự chuyển hóa tâm hồn từng bước đẩy lùi mê vọng, để minh tâm kiến tánh dần dần tiến lên con đường giải thoát quý vị vừa nghe xong bài viết phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo của tác giả thường như kính mời quý vị tiếp tục nghe bài viết lý tỉnh mê trong giáo lý phật giáo hòa hảo của tác giả lê minh công xưa kia đức phật đã vì một nhân duyên lớn mà thị hiện ra cõi đời để tỉnh giác cho chúng sanh nhận ra phật tánh sẵn có của mình trong kinh pháp hoa đức phật đã dạy khai thị chúng sanh ngộ nhập phật tri kiến ngày nay đức thầy cũng vì chúng sanh mà ra đời khai đạo để chỉ cho con người tỉnh giác thấy rõ được bổn tâm thanh tịnh của mình trong bài cho ông cò tào hảo đức thầy đã dạy đem về giác tánh chân như kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh trong quyển bốn giác mê tâm kệ đức thầy đã dạy mê giới tỉnh nhận ra là lý thấy dương cần ngủ mãi ngủ hoài thế nên hiểu được cái lý tỉnh mê là điều rất cần thiết cho người tín đồ trên bước đường tu học của mình theo phật học từ điển thì nội dung của tỉnh mê có thể hiểu là tỉnh là giác là biết đúng lẽ thật đúng chân lý đúng bản chất của sự việc từ con người cho đến vũ trụ vạn vật bậc đắc đạo lúc nào cũng tỉnh giác tâm tánh chẳng lay động theo ngoại cảnh. Lúc nào cũng an trụ trong cái tĩnh lặng, nên lúc nào cũng rõ biết bản chất của sự vật, hiện tượng. Khùng toán biết âm dương kết liễu, khùng quyền cơ, khùng đạo thích ca, chích trong diệu pháp quang minh. Mê là thấy biết mơ hồ, không rõ ràng. Thấy biết sai với bản chất của sự vật. Trong giáo lý nhà Phật có rất nhiều thuật ngữ chỉ cho trạng thái mê. Mê ám mê đồ, mê tâm, mê tân, mê tính, người tu hành giải thoát mà mê thì cho dầu có tu hành muôn đời ngàn kiếp thì cũng không thể đạt đạo được. Dí như người lấy cát nấu làm sao mà thành cơm cho đặng? Người đời vì tối tâm mê muội nên bị trầm luân trong lục đạo luân hồi. Nhìn xa nước mắt rưng rưng, thương đời mê muội trầm luân hoài hoài. Chết trong đến làng nhân nghĩa giáo lý học phật tu nhân của đạo phật giáo hòa hảo chỉ rõ cho tín đồ thấy được sự mê lầm và tỉnh giác của mình từ trong cuộc sống đời thường lẫn trong lý đạo trong cuộc sống đời thường người mê là người không thấy được trách nhiệm và bổn phận của mình người mê chỉ biết chạy theo ngũ dục thế gian danh sắc tài thùy thực người mê chỉ biết đem đến sự thỏa mãn về vật chất cho xác thân trong bài sơ giải về tứ diệu đề, Đức Thầy có diễn tả cảnh trạng của người mê. Vì lúc sống linh hồn nhờ xác thịt mà học hỏi kinh nghiệm việc đời, sự sự tiếp vật đều đắm theo lợi lợi, danh danh, tài tài, sắc sắc, không chịu ca cứu phân biệt cho rõ giả chơn, ý thức sai lầm, nhận không rằng có, nhận có rằng không, thấy tà nói chánh, gặp chánh tưởng tà, rồi cũng do sự sai lầm ấy mà nhận quyển thân này làm thiệt thân của mình. Mãi lo o bế sửa sang, dồi mài cạo gọt, cưng nó, dưỡng nó như tích trữ cơm tiền dành cho nó ăn, dành để thuốc thang cho nó uống, kiếm tìm thanh sắc cho nó vui, xây dựng cửa nhà cho nó ở. Trong bài Trao lời cùng ông Táo, Đức Thầy chỉ rõ cái mê của con người trong thời kỳ văn minh vật chất hiện nay bài tường tận trước sau chung thủy đời văn minh vật chất bỏ gương xưa nghiệp tổ tiên con cháu dài bừa học thói mới lăn loàn theo sở dục người mê luôn sống dị kỷ tiêu cực thiếu trách nhiệm với gia đình xã hội trái lại giáo lý học phật tu nhân đã chỉ cho người tín đồ cần phải tỉnh giác sống tích cực sống có trách nhiệm biết được bổn phận của mình phải làm gì trong kiếp sống chỉ cho con người nhận ra rằng khi mình có xác thân này có được sự hiểu biết này là mình đã dai nợ từ tổ tiên cha mẹ công ơn sanh thành dưỡng dục nợ từ đất nước vật chất nuôi dưỡng xác thân sự tự do quyền sống của con người nợ từ tam bảo công ơn khai thị trí óc để thấy được chân lý lẽ thật nợ từ đồng bào nhân loại cái công ơn che chở đùm bọc mình trong kiếp sống. Thế nên, Đức Thầy đã kêu gọi tín đồ, muốn tu hành giải thoát thì phải đền đáp cho trọn vẹn những ân nợ mà mình đã mang. Nợ trần còn sớm liệu toan, nghĩa nhân trọn vẹn mới an tấm lòng, trích diễn làng phú an. Và Ngài đã khẳng định, cần chi gạn hỏi diễn dông, làm người chưa dạng khó hồng thảnh thơi cho ông Lương Văn Tốt. Trong lễ đạo, đối với tín đồ Phật giáo hòa hảo, người mê thì cho rằng cuộc đời này là thật, xác thân này là thật, vật sở hữu là thật, cảnh vật hiện hữu trên cõi đời là thật, nên cố bám víu theo để rồi. Chung cuộc chỉ mang câu thất vọng, xong đời ghi chất mối sầu ưu, chích tỉnh bạn Trần gian Người mê thì không thấu hiểu về luật nhân quả không biết được hậu quả của hành vi thiện ác, tội phức từ thân khẩu ý của mình, cứ tha hồ làm những điều độc ác để thỏa mãn cho thân sống, để rồi phải nhận lấy hậu quả đau khổ về sau. Chuyển lưng trong nhân vật các loài, căng mờ ám làm điều dại dột. Người mê thì không biết được trong tâm hồn mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, nên tìm cầu Phật chỉ chạy theo hình tướng bên ngoài, chạy theo cái hư ảo mà tìm Phật nên chẳng bao giờ thấy được. Nhược dĩ sắc ký ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến như lai, chích kinh kim cang. Nghĩa là nếu lấy sắc cầu ta do âm thanh cầu ta, kẻ ấy hành đạo tà, chẳng thấy đặng như lai. Trái lại, giáo lý học Phật tu nhân của Đức Thầy chỉ cho con người tỉnh giác thấy được lẽ thật, thấy được chân lý đó là cuộc đời này là giả tạm, con người chỉ tạm sống một thời gian rồi ra đi. Chớ nhiễm trần hoàng, đượm phấn son, chim bao cuộc thế chẳng thường còn. Chích cho cô năm võ thị hợi ở Bạc Liêu. Chỉ cho chúng ta thấy được mình đang lặng hợp trong sanh tử luân hồi. Từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão, mắt trong dòng sanh tử luân hồi đã chỉ cho chúng ta thấy được quả của mọi tạo tác từ thân khẩu ý. Tích thiện thì thường có phước dư bằng tích ác quả ương đeo đắm. Chích quyển năm Chỉ cho chúng ta thấy được ngoài thế gian giả tạm mà chúng ta đang sống, còn có cảnh giới bất di bất dịch, vĩnh viễn trường tồn, đó là cõi Phật, cõi cực lạc, niết bàn của chư Phật mà Ngài đã khuyên nhủ Sớm về cõi Phật an thân kẻo kiếp, phong trần, dài gió dạng sương. Chích Quyển Năm Tóm lại, ngày nay con người phải đấu tranh cho cuộc sống, cho miếng cơm manh áo, sống theo vật chất kim tiền. Phần đông ngày càng trở nên xa rời truyền thống văn hóa đạo đức ngàn đời của dân tộc. Thời kỳ mà, bút lông dẹp giới dĩa nghiêng, thế giàu bút sách cùng duyên mực tròn, lần lần thế đạo suy mòn, nền xưa nếp cũ hỏi còn mấy ai thật may mắn giáo lý học phật tu nhân đã minh thị nhắc cho chúng ta nhớ lại cái truyền thống văn hóa đạo đức ngàn đời của dân tộc giúp ta thấy được trách nhiệm bổn phận của mình trong cuộc sống để cùng nhau đoàn kết giữ gìn cái phong tục tập quán của cha ông chỉ cho chúng ta thấy được những quy luật vô thường thành trụ hoại không luật nhân quả để chúng ta sống đúng sống có ý nghĩa sống trung thực, sống không yếm thế, bi quan, chán đời, sống mà đem lại lợi lạc cho chúng sanh và cho mình. Nợ thế âu lo toàn nợ thế, đường tu sớm liệu dạng đường tu, chích tỉnh giấc mê, và cũng để biết lo sửa kiển trồng quê, thơm tho gia chủ danh đề tổ tông, chích từ giả làng nhân nghĩa. chị vừa nghe xong bài viết lý tỉnh mê trong giáo lý phật giáo hòa hảo của tác giả lê minh công kính mời quý vị tiếp tục nghe bài viết chân dung người cư sĩ của tác giả lê văn ân mở đầu bài những điều sơ lược cần biết của kẻ tu hiền đức Quỳnh giáo chủ cho biết đạo phật từ xưa đến nay luôn luôn phân làm hai hạng người một hạng xuất gia hai hạng tại gia và ngài đã xác nhận toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ học phật tu nhân vậy đức thầy của chúng ta là bậc sinh như chi trí tuệ và đức hạnh tuyệt vời thế mà ngài vẫn tự nhận là cư sĩ ta là cư sĩ canh điền và ngài cũng đã từng dùng những biệt hiệu như hồng dân cư sĩ cuồng sĩ hay vô danh cư sĩ vân dân Gần đây trong đạo chúng ta có người phân biệt hai thành phần cư sĩ và tu sĩ. Để góp phần xác định giá trị và lập trường tu học của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, người viết sinh trình bày quan điểm nghiên cứu trong hai tiết mục. Một, nghĩa và lý chân thực của từ ngữ. Hai, dung cách chân thực được mệnh danh là cư sĩ của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bằng bài tựa là chân dung người cư sĩ một nghĩa lý chân thực của từ cư sĩ a à, nghĩa thông thường chỉ cho người tu theo đạo phật ở tại nhà những nhà trí sĩ ẩn dật như bạch dân cư sĩ trạng trình nguyễn bỉnh khiêm và người tu phật tại gia là cư sĩ duy ma cật ở ấn độ thời phật còn tại thế ở trung hoa có bàn công cư sĩ ở việt nam có tuệ trung thượng sĩ ứng thuận dương cư sĩ Ngọc Thanh cư sĩ, tác giả giảng tà lơn, vân vân. B. Theo kinh điển truyền thống của đạo Phật, cả hai hệ phân ra bảy thành phần gồm có thất chúng, hai chúng ưu bà tắc và ưu bà di, cận sự nam, cận sự nữ, thường gọi là thiện nam tính nữ, là người tín đồ tu tập tại gia, thọ tam quy, trì ngũ giới, phụng sự tam bảo, ủng hộ và cúng dường chư tăng, đóng góp Phật sự cũng gọi là cư sĩ tại gia và năm chúng sau là thành phần xuất gia gồm tỳ kheo tỳ kheo ni sa di sa di ni và thức xoa mani thất chúng là bảy thành phần tu học có phân biệt giới luật phẩm hạnh quyền hạn cao thấp khác nhau tức là giáo phẩm theo giáo lý đại thừa thì người tu tập tại gia là cư sĩ và người xuất gia là tu sĩ tăng sĩ hay đạo sĩ Tuy nhiên cũng cần hiểu thêm nghĩa xuất gia của hàng tu sĩ và đạo sĩ theo hệ giáo lý đại thừa là người tu không có gia đình, không có nhà cửa của cải. Vì gia đình nhà cửa là cả thế gian, thân quyến là cả khắp nhân loại đại đồng. Hai đã có mà đã thoát ly gia đình, ly gia các ái, lìa bỏ gia đình, cắt đoạn tình nghĩa ái ân của cha mẹ vợ con, thân bằng quyến thuộc, nói chung là không còn thiết đến việc đời từ vật chất đến tinh thần nên xuất gia phải có đủ ba nghĩa một xuất thế tục gia tức là ra khỏi nhà thế tục các ái từ thân khí tục nhập đạo hai xuất phiền não gia tức là ra khỏi nhà phiền não vì còn phiền não là còn làm thêm lớn vô minh nếu còn phiền não trói buộc cũng chưa đủ gọi là xuất gia chân thật ba xuất tam giới gia tức là ra khỏi nhà tam giới bởi vì tam giới vô an do như quả Trạch chúng khổ sung mãn thậm khả bố quý thường Hữu sanh lão bệnh tử ưu hoạn như thị đẳng quả xí nhiên bất tức tức là ba cõi không được an ổn như căn nhà lửa chứa đầy sự khổ rất khá ghê sợ thường bị sanh và bệnh chết, lo buồn như bị lửa thiêu đốt chẳng thôi. Pháp Hoa Kinh, Phẩm Thí Dụ Vậy, nhà tam giới không phải hiểu theo nghĩa sự tướng bên ngoài là đủ, mà cần phải hiểu theo nghĩa tổng thể, từ sự lẫn lý, từ tánh đến tướng. Theo Quán Kinh nói, tam giới chi chung, dĩ tâm di chủ, năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát bất năng quán tâm giả tất cánh trầm luân tức là trong tam giới cũng lấy tâm làm chủ thường quán xét tâm mình thì được giải thoát bằng không thường quán xét lại tâm mình ác sẽ bị trầm luân tam giới là ba cõi ba thế giới do tâm thức sanh tâm tham dục sanh ra dục giới tâm chấp sắc sanh ra sắc giới tâm chấp không sắc nên sanh vô sắc giới tâm là chủ thể năng sanh thế giới là khách thể bị động sở sanh. Đức Thầy đã xác định, địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Tóm lại, xuất gia theo hệ giáo lý đại thừa không đặt trọng tâm về tướng, mà cần yếu là phải trở về tự tánh. C cũng theo từ điển Phật học thì danh từ cư sĩ cũng gọi là thiện nam tính nữ ưu bà đắc ưu bà di người ở tại nhà tu theo đạo Phật vốn không thích việc danh lợi bậc cư sĩ có đủ bốn cái đức bốn cái thể cách một không cần chức tước quan vị hai càng bớt tình dục càng chứa thêm đức ba có tiền của gia sản đặng ở nhà lo tu học và bố thí bốn đọc kinh hoặc nghe thuyết pháp đều thông hiểu nghĩa lý. Và nghĩa tại gia cư sĩ, cũng gọi là cư gia, chỉ cho hạng người ở tại nhà mình mà tu hành, giữ giới và làm theo lời dạy của Phật Thánh, theo Phật học từ điển của đoàn Trung Còn. D. Cần hiểu thêm danh xưng cư sĩ của Ngài Duy Ma Cật. Duy Ma Cật kêu theo nghĩa tịnh danh vô cấu xưng ấy là một vị trưởng giả ở thành Tỳ Xá Ly, đệ tử tại gia của Phật. Ông rất giàu có, tuy là cư sĩ mà rất đa văn quảng kiến, luận đạo lý rất thông. Biện tài của ông ăn đức các vị đại thinh văn, Bồ Tát, cho đến văn thù Bồ Tát cũng luận không hơn. Duy Ma Cật Kinh, tức là Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh hay Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát Kinh là bộ kinh đại thừa do ngài a nan đọc lại trong kỳ kết tập hội thuật những điều biện thuyết cao siêu tối thượng của ông duy ma cật cư sĩ này mỗi khi gặp vị đại thinh văn bồ tát thực hành thuyết pháp bố thí thiền định trì bát khất thực giáo hóa xuất gia vân vân mà thấy những chỗ thiếu sót thì ông bổ khuyết cho trong kinh có đoạn vấn đáp giữa duy ma cật và văn thù sư lợi là có giá trị nhất về lẽ tối thượng đại thừa kinh duy ma cật có tất cả 14 phẩm gồm vào ba quyển bỗng chánh bằng chữ phạn ngài tam tạng pháp sư cưu ma la thập dân chiếu hoàng đế trung quốc dịch ra chữ hán hồi thế kỷ thứ năm dương lịch theo từ điển phật học đoàn văn còn e theo huệ diễn duy ma kinh thì từ cư sĩ có hai nghĩa cư sĩ hữu nhị nghĩa nhất quản tích tư tài cư tài là chi sĩ danh di cư sĩ nhị tại gia tu đạo cư gia đạo sĩ danh di cư sĩ cư sĩ có hai nghĩa một là người có sở hữu tài sản riêng tuy ở trong tiền tài danh lợi mà lòng vẫn trong sạch không dướng bận hay là người ở tại nhà mà tu hành theo chánh đạo tuy ở tại nhà mà được hạnh giải như hàng đạo sĩ, đó mới gọi là tại gia cư sĩ. gì nghĩa cư sĩ theo Phật giáo Hòa Hảo cũng nên căn cứ nơi lời tự xưng của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Ở quyển 5, dưới tiêu đề khuyến thiện là lời khuyến thiện của ông vô danh cư sĩ. Để hiểu thêm nghĩa vô danh cư sĩ là gì, thiết nghĩ cũng cần tìm hiểu chữ và nghĩa của bốn câu tứ tuyệt khoán thủ ở cuối cùng của quyển giảng ấy. Vô thượng thậm tâm dĩ ý truyền, danh ngôn chép để rạch đàn tiên, cư gia tịnh độ tâm viên mãn, sĩ xuất văn từ dốc dạy khuyên. Bốn chữ khoán thủ ở đầu câu đã xác định danh xưng của tác giả và nội dung nói lên ý chỉ, việc làm và phương pháp giáo hóa cho chúng sanh của tác giả. Nghĩa nội dung câu 1 vô thượng thậm thâm là từ ngữ thông dụng của Phật giáo qua những lời văn phúng tụng thường nhật trong các bài lễ sám công phu ở các chùa hay các buổi lễ hội của Phật giáo như vô thượng thậm thâm di diệu pháp bá niên dạng kiếp nan tao ngộ vân vân để ca tụng tôn kính giáo pháp cao siêu màu nhiệm của Phật người đã tu chứng được giáo pháp cao siêu ấy muốn đem ra quá độ phải quyền dụng khéo léo bằng ý phân biệt của chúng sanh mới làm cho chúng sanh tỏ ngộ được. Dĩ ý truyền, giáo lý cao siêu không cùng tột, vô thượng và sâu kính quyên ảo, thậm thâm. Nghĩa nội dung câu 2, danh ngôn chép để rạch đàn tiên. Danh ngôn là những lời nói chân chánh có nghĩa, lý hay, đẹp, được nhiều người kính phục và truyền tụng chép để là viết ra ghi lại để cho nhiều người xem hiểu học và làm theo ta dạy thế mượn lời phật thánh nên truyền ban cho chúng sanh tường và ai muốn nghe khùng chép lấy mà coi rạch đàn tiên là chỉ vẽ và trưng bày ra con đường để cho chúng sanh nương theo mà về cõi thánh hiền tiên phật chữ tiên ở đây phải hiểu theo nghĩa chung là tự tại tiêu diêu thoát tục nghĩa nội dung câu 3 Cư gia tịnh độ tâm viên mãn Cư gia là nội tắc của tại gia cư sĩ Vừa là chủ từ chỉ cho người đứng ra sáng lập giáo lý và tôn giáo đó Tức là Đức Quỳnh giáo chủ Vừa là danh từ chỉ cho những ai tin, hiểu Và làm theo giáo lý và gương hạnh của người sáng lập Ngài cũng có gia đình, cha mẹ anh em Không phải là người xuất gia hay nhà sư ly gia thoát tục ở hình tướng mà hình tướng vẫn bình dị như đại chúng, nhưng có một ký huệ và hạnh đạo tuyệt vời. Có thể dí ngài như cư sĩ Duy Ma Cật trong lịch sử Phật giáo, ngài từ cõi Tây Phương cực lạc, vì bi nguyện độ chúng sanh trong thời kỳ mạt Pháp nên xuống thế độ đời. Tây Phương cực lạc cùng ngồi tòa sen, cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc chẳng ở yên còn xuống phàm trần ấy vì thương căm họ dạng dân nên chẳng kể tấm thân lao khổ chích quyển hai tịnh độ nghĩa về sự là quốc độ thanh tịnh về lý là chỉ cho tâm thức hoàn toàn thanh tịnh tâm viên mãn kinh duy ma nói dục đắc tịnh độ đương tịnh kỳ tâm tùy kỳ tâm tịnh tức phật độ tịnh người tu theo tịnh độ có đủ tính nguyện hạnh và được trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Nên Quỳnh Giáo Chủ đã xác nhận, ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liễu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân. Vì thể lòng từ bi bác ái cũng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp, giúp ta nương cậy tu hành. Cho nên ngày 18 tháng 5 năm kỷ mão Ta quá hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Nghĩa nội dung câu 4: Sĩ xuất văn từ dốc dạy khuyên. Sĩ là lời tự xưng của tác giả, xuất văn từ là nói ra hay viết ra, văn từ là văn ngôn từ ngữ, dốc là cố gắng, dạy khuyên hay khuyến dạy là dạy dỗ khuyên nhủ, khuyến khích. Sách luận ngữ nói: Cử thiện nhi giáo, bất năng tắc khuyến, tức là dạy bảo điều lành mà người chưa chịu làm theo, nên phải dùng lời ôn tồn khéo léo mà khuyên nhủ, khuyến khích. Đại ý câu 4 tóm tắt chủ đề tác phẩm của Đức Thầy là khuyến thiện. Nghĩa của bốn chữ khoáng thủ vô danh cư sĩ cũng cần hiểu thêm nhằm tô đậm nét chân dung của người cư sĩ vô danh là không tên hay có tên vượt ngoài khái niệm là giả lập và tạm dụng. Đạo Đức Kinh nói, đạo khả đạo phi thường đạo danh khải danh phi thường danh đạo mà có thể dùng khái niệm của thế gian mà hiểu thấu đáo được và luận bàn được thì không phải là đạo phi thường danh là tên gọi mà có thể hiểu đúng và chính xác được thì cái tên ấy cũng chẳng phải là cái tên phi thường nay từ vô danh có nghĩa là không có tên hay ẩn danh là dấu tên vì sao phải vô danh vì sao phải ẩn danh chương tiêu diêu giao nam hoa kinh có viết Chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh. Người chí sĩ là phải có chí khí thanh cao, phải vì người mà quên mình nên gọi là vô kỷ. Thần nhân là người được xứng danh là bậc công thần hay trung thần, được người đời tôn kính, phải là người có công lớn với triều đình, xã tắc, với dân tộc đồng bào mà không bao giờ cậy công lao mà lộng quyền ý thế, phải dị công vô tư tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc lo trước cái lo của thiên hạ và vui sau cái vui của thiên hạ người được thiên hạ gọi là thánh nhân phải vượt hơn cả hai hạng trên phải quên mình dẹp lòng vị kỷ đầy lòng yêu dân vì lợi ích chung chứ không vì lợi ích riêng nên không kể công lao và luôn cả cái tên tuổi và danh phận cũng không cần chẳng quan tâm đến lời khen chê ái ố của thế tục không chất chứa quán thù vì tâm của các ngài là tâm vô ngã vô nhân vô thọ giả nên mới xứng gọi là vô danh thế thường công danh hay danh dự và sự lợi lộc là những món nhu cầu hấp dẫn nhất của một đời người nhưng với bậc thánh nhân luôn coi đó là giả tạm ví dầu lập chữ công danh đến khi rốt cuộc cũng đành trả thôi chích trong cảm tác bồi hồi chợt tỉnh nam kha đường danh nẻo lợi xem ra ích gì. ít gì chích trong cảm tác trái lại người phàm tục vì nó mà làm mất đạo nghĩa dốc lòng tranh bá đồ dương đeo câu danh lợi lắp đường nghĩa nhân gieo điều tàn khốc cho dân chích trong hoài cổ thế nên các bậc thánh nhân không bao giờ nghĩ đến công danh lợi lộc hai danh dự của mình cho dù có bị kẻ ác nhân khinh bỉ, du khống hay bôi nhỏ cũng mặc. Hai, dung cách chân thật, cư sĩ tại gia của người tín đồ Phật giáo hòa hảo. Bằng vào những dung cách hành đạo của tín đồ Phật giáo hòa hảo trong suốt thời gian từ ngày lập đạo đến hoàn cảnh thực tế ngày nay, chúng ta có thể vượt qua những nét đạo hạnh tu nhân hòa quan hỗn tục từ bản thân, gia đình, xã hội, đất nước quê hương và đồng bào nhân loại. A. À, đối với bản thân, trước tiên là phải hiểu rõ phận sự của một con người trong kiếp sống mà Đức Quỳnh Giáo Chủ nhắc lại lời của Phật dạy. Các người nên hiểu biết phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm chân tánh của mình. Chích trong tu thân sự kỷ, như đền trả tứ ân, tránh tam nghiệp, chừa thập ác, hành bát chánh vân vân phải gắn gỗ làm theo gương hạnh và lời dạy của đức tôn sư yêu kính bằng những hành động thiết thực lo bổn phận thảo ngay trọn vẹn và cố gắng trao thân phận rạng danh hiếu để để được thỏa dạ thầy nơi chốn mây rồng không được ương hèn lười biếng phải cần kiểm xúc sắn lo làm ăn và lo tu hiền chân chất sống trong khuôn khổ của luật đạo là tám điều răng cấm từng bước nâng cao giá trị phẩm hạnh cho được trọn lành, trọn sáng, mới xứng danh là cư sĩ tại gia học Phật tu nhân của Phật giáo Hòa Hảo, để không phụ lời dặn dò bi mẫn. Ta dù có cách thôn hương, dạng dân cứ chữ hiền lương mà làm. Chích trong dặn dò bổn đạo B. Đối với gia đình Luôn ý thức bổn phận và cố gắng làm tròn trách nhiệm của một thành viên trong gia đình. Phụ từ tử hiếu huynh lương đệ đệ trưởng huệ ấu thuận phu nghĩa phụ thính làm cha làm mẹ phải nghiêm từ đức hạnh làm con hiếu thảo phải biết ơn và luôn ghi nhớ để đền ơn anh phải ái mẫn và bảo bọc cho em em phải biết kính trọng khiêm cung lễ phép lớn phải yêu thương giúp đỡ nhỏ phải ngoan ngoãn dân lời chồng phải thủy chung với vợ vợ phải biết lắng nghe lời phải của chồng tu cầu gia đạo vuông tròn chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền c đối với xã hội nhân quần trong chòm xóm hương lân thì xóm diện phải ở thật thà dù không quen biết cũng là như quen ở cho cha mẹ ngợi khen gặp người lâm nạn đua chen giúp dùm Chích quyển ba rộng hơn nữa đối với các tôn giáo khác và nhân sinh đối với những người theo tôn giáo khác không nên động chạm đến cách thức tu hành của họ nhất là không ỷ đông hiếp đáp hoặc nói xấu người ta nếu họ có làm giữ với mình thì mình cũng chẳng được phép vì sự giữ của họ mà trả thù và phải luôn luôn làm lành với họ mình phải hoài hoài làm phải với kẻ ấy dầu họ có làm quấy với mình cũng mặc và phải nhẫn nhịn họ người cư sĩ tại gia hòa nhập trong xã hội đủ các thành phần sĩ nông công thương người tín đồ phật giáo hòa hảo cư sĩ tại gia được tự tại ứng xử chuyên lo tu hành gặp khổ nguy thì cứu giúp gặp ruộng thì cài gặp vật ngoại xâm thì đánh trong hai công hạnh tự giác giác tha tự độ độ tha về đối với đất nước quê hương Muốn cho sự sống được dễ dàng, giống nội được truyền thụ, luôn phải nhớ rằng, sống ta cũng nhờ đất nước quê hương, hưởng những tất đất, ăn những ngọn rau, ta cảm thấy bổn phần phải bảo vệ đất nước khi bị kẻ xâm lăng dài đạp. Ráng nâng đỡ quê hương lúc nghiêng nghèo, và làm cho được trở nên cường thạnh. Hãy tùy tài tùy sức, nỗ lực hy sinh cho xứ sở, thẳng như không đủ tài lực đảm đương việc lớn chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương, ta phải ráng cánh, đừng làm việc gì sơ sức, đến đổi làm cho nước nhà đau khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước. Đó là ta đền ơn cho đất nước vậy. Người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo luôn tâm niệm rằng, bờ cõi vững lặng thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm. D. Đối với đồng bào nhân loại đồng bào ta và ta cùng chung một chủng tộc cùng một nồi giống roi truyền cùng có những trang lịch sử dễ dàng oanh liệt cùng tương trợ lẫn nhau trong cơn nguy biến cùng chung phận sự đào tạo một tương lai rực rỡ trong bước tiền đồ của gian sang đất nước thế nên ta phải ráng giúp đỡ họ hầu đáp đền cái ơn mà ta đã thọ trong muôn một và nhất là phải đừng chia lìa bắt tổ nam tông chỉ biết giống lạc hồng thượng cổ. Chẳng những thế thôi, ngoài đồng bào, ta còn có thế giới. Họ là nhân loại, là những người đang sanh sống với chúng ta trên quả địa cầu. Thế nên dân tộc ta phải nhờ đến nhân loại, nghĩa là nhờ đến dân tộc khác. Hãy nghĩ đến họ cũng như mình nghĩ đến mình và đồng chủng mình. Giả lại cái tính từ bi bác ái của Đức Phật mà ta đã nhận thức, rất thâm quyền, quản quược cái tình ấy nó không bến không bờ không phân biệt màu da không phân biệt chủng tộc nó cũng không luận sang hèn và xóa bỏ hết từng lớp đẳng cấp xã hội mà chỉ đặt vào một nhân loại chúng sanh thế ta không có lý do gì chánh đáng để vì mình hay vì đồng bào mình gây ra tai hại cho các dân tộc khác trái lại hãy đặt họ vào một tư tưởng nhân hòa một tinh thần hỉ xã và hãy tự xem mình có bổn phận giúp đỡ họ trong cơn hoạn nạn. Đấy là những nét chân dung phát thực của người cư sĩ tại gia, cũng là mẫu mực văn hóa ngàn đời của tổ tiên người Việt mà Đức Quỳnh giáo chủ từng cổ vũ. Ráng đua chen tập tánh ông cha, bởi vì đời văn minh vật chất bỏ gương xưa, nghiệp tổ tiên con cháu dài bừa, học thối mới lăn loàn theo sở dục. Cũng vì bỏ hết trơn nề nếp ông cha khác tánh tình người cổ nước ta nên phải chịu đớn đau đủ cách người cư sĩ tại gia phật giáo hòa hảo phải biết chắt lọc những tinh hoa của văn hóa đạo đức của dân tộc mà hòa nhập xứng hợp với thời đại nhằm phụng sự cho nhân sinh được thêm vui bớt khổ phải biết mình đã đang và sẽ làm gì trong bốn nét chân dung cư sĩ này là hiền nhân thì Muốn làm hiền ráng nhịn đừng than. Vì chữ thứ nhất nhẫn năng xử thế là người hiền khó kiếm trên đời. Chích quyển 4. Đấng nam nhi ẩn nhẫn tùy thời, vậy mới gọi khôn ngoan hữu trí. Chí. Chích quyển 4. Là chí nhân thì phải vô kỷ, biết quên mình, dẹp lòng ích kỷ, đặt quyền lợi chung trên quyền lợi riêng, luôn tự hỏi mình đã đóng góp và cống hiến được gì cho đời cho đạo bởi chí nhân là người có chí khí và chí hướng cao cả theo gương lành mình vàng thái tử ngôi còn bỏ dốc ngọc đông cung tước phế liền xem đó hỡi người mau lập chí tu hành khá nhớ giữ cho nguyên chích luận việc tu hành cuộc sống hiện tại không phải chỉ có riêng mình hay phe nhóm mình nên không vì mình mà phải vì tất cả nếu là thần nhân thì vô công dầu có công lao quyền tước cũng không được khống hách kiêu căng cậy thế ủy quyền hay đòi hỏi mong cầu được đáp trả công lao về mặt đạo phải gắn gỗ lập công bồi đức cả vật chất tinh thần lo đạo về mặt đời phải tích cực đóng góp công sức tài vật không mong đợi trả ơn vì đó chỉ là bổn phận miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng nếu muốn thành bậc thánh nhân thì phải có đủ vô kỷ vô công và vô danh như dung cách siêu nhiên của đức quỳnh giáo chủ thân ta ta chẳng tiếc chi miễn cho bá tánh nạn gì cũng qua chích quyển ba ta đây dường thể như lương cứu dân chẳng nệ nắng sương lắm đầu chích dặn dò bổn đạo cũng không thèm trọng bạc tiền chẳng ham danh lợi giàu sang chích quyển một đừng ham tranh đấu thiệt hơn. Chích quyển 1 Kêu thằng hay gọi bằng ông, cũng không có muốn ai hồng tôn ti. Qua những nét phát họa chân dung người cư sĩ trên, đồng đạo tùy nghi lựa chọn mà rèn luyện, thực hiện dung cách tu tập của mình. Ngõ hầu có thể trở thành hiền nhân, trí nhân, thần nhân hay thánh nhân ngay trong kiếp sống hiện tại muốn đặng về thần giới thánh tiên kỹ xem cõi thế thấy kia liền cư trần bất nhiễm là người thánh lẫn tục đừng mê chứng bực hiền chích luận Việt tu hành sớm thức tỉnh tâm tầm đạo chánh sau này về phật giới ngôi tiên lập thân giúp thế nên công quả muôn kiếp danh hiền sách dẫn biên chích luận Việt tu hành Quý vị vừa nghe xong bài viết của các tác giả Thường Như, Lê Minh Công, Lê Văn Ân. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các tác giả đã nhọc công chắc lọc tinh túy giáo lý Đức Thầy để phổ truyền Đạo Phật tu nhân. Với lòng mong cầu tinh tấn, chúng tôi rất vui khi nhận được những góp ý chân thành của quý vị qua email năm quyền sơn a gmail com hoặc số điện thoại 0973 091010 Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại chương trình kỳ sau.